Bắn chéo, băng 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 băng. Ôi, các bạn ơi, cái gì kia nhỉ? Ôi, cái gì đây các bạn ơi? Băng 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 chéo. Hì, cái gì đây này các bạn ơi? Ôi, là một túi đồ chơi này các bạn ơi. Wow, đang đi ra vườn chơi mà lại phát hiện một túi đồ chơi này các bạn ơi. Hì, một túi xe gì đây mà nhiều màu quá cái này các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ bóc ra xem nó là những chiếc xe gì nha các bạn ơi. Hì, đang ra vườn chơi mà lại phát hiện một chiếc túi rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn ạ. Wow, bây giờ mình sẽ bóc ra khám phá nó nha. Hì. Wow, là một bộ xe đồ chơi đẹp quá đấy các bạn ơi. Huy, một chiếc xe bồn này. Wow, một chiếc xe bồn màu đỏ này. Huy, rất là đẹp, có cái vòi màu trắng này các bạn ơi. Huy, rất là xịn sò luôn nha. Ui, bánh quay rất là tít luôn nha các bạn. Wow, một chiếc xe bồn cứu hỏa đấy. Rất là đẹp luôn nha. Ok, mình sẽ đặt ở đây nha các bạn ơi. Ý, tiếp theo là một chiếc xe gì đây? Wow, là một chiếc xe poli cảnh sát này các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn. Màu xanh nước biển nha. Ui, động cơ rất là khỏe luôn này các bạn ơi. Wow, bánh quay rất là tít nha. Ui, phía trong này có rất là nhiều chỗ để ngồi đấy các bạn ơi. Ui, rất là nhiều chỗ để ngồi nhá. Bên trong này, cabin này, cabin lái thì có một chiếc ghế này các bạn ơi. Đấy, một chiếc ghế rất là to luôn nhá. Ok, mình sẽ đặt đây nhá. Tiếp theo là một chiếc xe gì đây? Wow, đây là một chiếc xe chở rác này các bạn ơi. Hì, một chiếc xe chở rác màu cam, có cái thùng màu xám này các bạn ơi. Rất là đẹp luôn nhá. Hì, mở được lắp thùng luôn này các bạn ơi. Wow, rất là xịn luôn nhá. Hì, bị tuột mất rồi. Mình sẽ lắp lại nha các bạn ơi. Đấy. Wow, mở được nắp rồi các bạn ơi, rất là xịn luôn nha. Mở được nắp luôn, rất là xịn luôn này các bạn ơi. Đóng nắp lại nào. Ok, chiếc xe di chuyển nào. Ui, bánh quay rất là tít nha. Wow, tiếp theo là một chiếc xe thùng container này các bạn ơi. Một chiếc xe chắc này. Ui, một chiếc xe chắc có cái thùng màu xanh lá cây này, rất là to luôn nha. Ui, thùng này chở được rất là nhiều hàng đấy các bạn ơi. Động cơ rất là khỏe luôn. Rất là đẹp luôn nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm đồ chơi nhé các bạn ơi. Vừa ra vườn chơi mà lại phát hiện rất là nhiều đồ chơi. Ui, kia mình phát hiện có cái rổ à. À, mình sẽ cho đồ chơi vào cái rổ nha các bạn ơi. Một cái rổ rất là to này. Đấy, ok nhá. Tiếp tục đi chơi thế nào các bạn ơi. Ra vườn tìm đồ chơi nhá. Chiu. Ui, các bạn ơi, cái này, lại cái gì nữa đây này? Wow, lại một túi đồ chơi gì nữa đây các bạn ơi? Wow, một chiếc xe đồ chơi này các bạn ơi. Một chiếc xe trộn bê tông màu vàng này. Một chiếc xe trộn bê tông màu vàng rất là đẹp này. Huy, còn nguyên trong túi bóng luôn nhá các bạn ơi. Thì mình sẽ bóc ra nhá các bạn ơi. Wow, bóc món đồ chơi này ra nhá. Một chiếc xe trộn bê tông vẫn rất là mới, vẫn còn nguyên trong túi luôn các bạn nhá. Huy, rất là đẹp luôn. Wow, một chiếc xe bồn trộn bê tông màu vàng nhá. Huy, cái bồn trộn bê tông màu đỏ này các bạn ơi. Huy, ở đây có cái tay quay gì ấy nhỉ? Huy, mình thì quay thử thôi mà. À, là một cái tay quay để cái bồn trộn nó quay nhá các bạn ơi. Hi, quay rất là tít luôn nhá. Wow, một chiếc xe bồn trộn bê tông màu vàng ấy các bạn ơi. Rất là đẹp luôn nhá. Rất là đẹp luôn. Ui, cabin thì màu vàng đấy các bạn ơi. Bên trong có hai chú công nhân đang ngồi lái điều khiển đấy. Wow, bốn cái bánh màu vàng cam rất là to này. Ui, ok, mình sẽ cho vào rổ nha. Ui, tiếp tục đi nào các bạn ơi. Ui, xem xung quanh đây còn chiếc xe gì không nhá. Ui, các bạn ơi. Wow, mình lại phát hiện đây có hai chiếc xe này. Ui, đây là một chiếc xe ben này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe ben rất là to này. Ui, cái thùng rất là to luôn các bạn ơi. Siêu to khổng lồ luôn nha. Nào, lên ben nào. Nhan. Ui, một chiếc xe ben đầu khủng long nha. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ui, đầu khủng long rất là to này. Wow, rất là nhiều cái răng này các bạn ơi. Rất là nhiều những cái chiếc răng rất là to nha. Một chiếc xe ben đầu khủng long rất là đẹp luôn. Bốn cái bánh màu đen rất là to luôn. Đi làm việc thế nào. Cho vào rổ luôn nha các bạn ơi. Ơi, ở đây mình phát hiện một chiếc xe trộn bê tông nữa này. Wow, một em xe trộn bê tông đầu khủng long. Ui, khủng long gì mà nhiều sừng thế các bạn nhỉ. Wow, mình đếm ra có mấy cái sừng nhá. Một cái sừng, hai sừng, ba sừng. Ui, tận bốn cái sừng luôn các bạn ơi. Wow, một em xe trộn bê tông đầu khủng long rất là nhiều sừng luôn. Đấy, đây là cái bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Ôi, có thể xoay được nhá, rất là đẹp luôn. Ui, chiếc xe đi làm việc thôi nào. Ok các bạn ơi. Ui, tiếp tục đi nào nhá. Ui,
các bạn ơi, ôi, ở đằng xa kia mình phát hiện có chiếc xe gì đỏ kia các bạn ơi. Ui, đằng xa kia còn hai chiếc xe nữa kìa. Wow, chiếc xe gì đây các bạn ơi? Ui, là một chiếc xe cần cẩu poly các bạn ơi. Wow, xe cẩu poly màu đỏ. Ui, quay nào. Rất là xịn luôn các bạn ơi. Đây, mình sẽ cho cần cẩu dài ra nha. Wow, cần cẩu có thể cho rất dài luôn các bạn này. Một chiếc xe cần cẩu poly rất là đẹp luôn nha. Ui, các bạn thấy không? Động cơ rất là khỏe nha, mắc cầy nhưng vẫn đi được luôn. Rất là đẹp luôn, bốn cái bánh rất là to các bạn ơi. Đấy, cho vào rổ nha. Đấy, đằng xa kia còn hai chiếc xe nữa các bạn ạ. Một chiếc màu trắng này, một chiếc màu cam này. Wow, là một chiếc xe bồn này các bạn ơi. Một chiếc xe bồn rất là to này. Ui, cái vòi bơm nước rất là dài luôn này. Wow, quay được vòng tròn luôn nha. Ui, rất là xịn luôn. Rồi, ok, chiếc xe đi chỗ nào. Ui, một em xe bồn rất là to, có cái bồn màu trắng này. Ê, cabin thì màu xanh nước biển này các bạn ơi. Bên trong có một chiếc ghế rất là to nhá, bốn cái bánh màu đen này. Wow, rất là đẹp luôn. Cho vào rổ luôn nhá. Ấy, còn đây là một chiếc xe ô tô con này các bạn ơi. Ui, chiếc xe có số 08 này các bạn này. Wow, ui, có cả mặt cười này. Ui, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, đây có cái mũ này màu vàng à. Rất là đẹp luôn nhá. Ui, chiếc xe di chuyển nào. Rất là đẹp luôn nhá. Ui, động cơ rất là khỏe, bánh quay rất là tít này các bạn ơi. Đấy, rất là xịn sò nhá. Cho vào rổ nào. Tiếp tục đi thôi nào các bạn ơi. Ui, mình vừa đi ra vườn chơi mà lại phát hiện có rất là nhiều đồ chơi ạ. Ở khu vườn này các bạn ơi. Ui, khu vườn chuối nhà mình đấy các bạn ạ. Rất là nhiều chuối nhá. Ai nhìn xung quanh đây xem có món đồ chơi nào nữa không các bạn nhá. Ui, khu vườn chuối rất là rộng luôn. Xem nào. Ui, ui, cái kỳ gì kia các bạn ơi. Wow, ba chiếc xe đồ chơi nữa này. Wow, ui, là một chiếc xe cứu thương này các bạn ơi. Một chiếc xe cứu thương màu xanh này. Ui, rất là đẹp luôn nhá. Đây, có hai cái mắt này. Ui, có dấu cộng này. Ui, chà, rất là đẹp luôn. Ui, bánh quay rất là tít luôn nhá. Chiếc xe này thì có bốn cái bánh màu đen này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cứu thương rất là đẹp luôn. Ui, ở đây thì lại có một chiếc xe bán kem này các bạn ơi. Ui, đấy, đây là cái hình que kem này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe bán kem rất là đẹp nha. Uyên, ai mua kem nào? Ai ăn kem không? Pip 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 pip. Uyên. Ui, chiếc xe chở kem màu xanh lá cây đấy các bạn ơi. Ui, trên chốc này thì có một cái hình que kem rất là to đấy. Để cho các bạn biết là đây là chiếc xe bán kem nha. Wow, bên trong thì có hai cái ghế này các bạn ơi. Đấy, hai cái ghế rất là to luôn nha. Rất là đẹp luôn. Đấy, đây có hai cái tai nữa này. Hai cái tai này các bạn ơi. Hey, rất là đáng yêu luôn nha. Ok. Pip 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 pip. Ai mua kem không? Pip 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 pip. Pip 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 pip. Ok. Ui, đây có một chiếc xe ben nữa này các bạn ơi. Một chiếc xe ben rất là to luôn này. Wow. Ui, có cái thùng màu lâu nhá các bạn ơi. Thùng màu lâu ấy. Một chiếc xe ben chắc này. Hey, rất là đẹp luôn nha. Mở lắp thùng ra nào. Hey, lên ben nào. Lên ben rất là cao luôn. Wow, một chiếc xe ben rất là đẹp luôn các bạn nha. Ui, ok, hạ ben xuống nào. Ấy, đóng nắp lại nào. Ui, một chiếc xe ben có hình mặt cười bông hoa này các bạn ơi. Rất là đẹp luôn nha, màu vàng rất là đẹp. Ui, đây có cả cái lơ này. Wow, chiếc xe rất nhiều màu sắc luôn. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, ok, chiếc xe đi làm việc nào. Ok nhá, bây giờ mình sẽ cho vào rổ này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xung quanh khu vườn này xem còn đồ chơi nữa không các bạn nha. Wow, khu vườn rất là rộng luôn các bạn nha. Wow, các bạn ơi, ở đây mình có một chiếc xe tên lửa này các bạn ơi. Một chiếc xe chở tên lửa rất là to này. Wow, có rất là nhiều đầu tên lửa nha các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái đầu tên lửa này các bạn ơi. Một chiếc xe chở tên lửa HI-326 nha các bạn ơi. Ui, rất là đẹp luôn nha. Đây có hình ngôi sao này. Wow, rất là đẹp luôn nha. Ui, phía trên có rất là nhiều cái còi rất là to này. Ui, chiếc xe đang di chuyển nha. Ui, ok nha. Ui, còn ở đây thì mình có một chiếc xe thang này các bạn ơi. Một chiếc xe thang cứu hỏa đấy. Rất là to, rất là dài luôn nha. Ui, cái cần cẩu thang này. Wow, rất là to luôn nha.
một chiếc xe cần cầu thang rất là to, rất là dài, màu đỏ rất là đẹp nhá. Một chiếc xe cứu hỏa thang đấy các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì có 3 hàng bánh này, 1, 2, 3 này. Huy, đây là cái cần cầu thang này. Wow, có thể quay được vòng tròn luôn nhá các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không? Quay vòng tròn luôn nhá, rất là xịn sò luôn. Cái thang rất là dài này, có thể những chú lính cứu hỏa sẽ đi lên đây và đứng lên đây để cầm những cái vòi nước cứu hỏa những cái tòa nhà cao tầng đấy các bạn ơi. Huy, đây là có cái thang này, một chiếc xe cứu hỏa rất là to, rất là đẹp nha. Ui, rất là đẹp. Ok các bạn ơi, tiếp tục đi khám phá những món đồ chơi tiếp theo nha. Ở đây mình có rất là nhiều những món đồ chơi đẹp này các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe tầng này các bạn ơi, một chiếc xe 2 tầng màu vàng nha. Ui, bên trên thì có một chiếc ô tô con này. Wow, một chiếc xe ben nha, có cái thùng màu lâu đấy các bạn ơi, một xám lâu ấy. Ui, thùng rất là to luôn. Wow, có cái thân xe màu đen nhá, cabin thì màu vàng đấy các bạn ơi. In, xe này thì chở được rất là nhiều sỏi cát đấy các bạn ạ. Ôi ok, chiếc xe di chuyển nào. In, động cơ rất khỏe nhá. Wow, tiếp theo là một chiếc máy bay đấy các bạn ơi. Wow, một chiếc máy bay trực thăng nhá. Ui, bên trong có rất là nhiều những chiếc bánh răng này các bạn ơi. Wow, chiếc máy bay trực thăng này thì có 4 cái cánh quạt nhá các bạn ơi. Wow, 4 cánh quạt rất là to này. Ui, chiếc xe di chuyển nào. Ui, cánh quạt quay đó các bạn ơi. Wow, rất là xịn nhá. Ui, một chiếc máy bay trực thăng, bên trong có rất là nhiều những chiếc bánh răng này, màu vàng này, màu xanh này, màu xanh lá cây đấy các bạn ơi. Ui, rất là xịn sò. Cái bánh màu đen này, nhìn 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 người gọi nhau, động cơ rất là khỏe, phóng rất là xa luôn nhá. Ok, bên trong còn hai chiếc xe gì nữa các bạn ơi. Nào, mình sẽ mở ra để khám phá hai chiếc xe này nhá. Wow, đầu tiên là một chiếc xe máy xúc đấy các bạn ơi. Wow, một em máy xúc màu xanh nhá, có cái cần cẩu múc cát màu trắng này các bạn ơi. Cái gẩu rất là to luôn này các bạn ơi. Wow, quay được vòng tròn luôn nhá. Xúc cát nào. Một chiếc xe máy xúc màu xanh nhá, rất là đẹp các bạn nhá. Tiếp theo là một chiếc xe gì đây các bạn ơi. Wow, chiếc xe đang di chuyển ra nhá. Wow, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe ben nhá. Huy, một chiếc xe ben màu xanh có cái thùng màu trắng này, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, một chiếc xe Polytim các bạn ơi. Huy, có hình mặt cười này, rất là đẹp luôn nhá. Ok, chiếc xe di chuyển nào. Hai chiếc xe đã di chuyển rồi các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe 2 tầng đấy các bạn ơi, rất là to, rất là dài luôn nhá. Wow, lùi lại nào. Tiếp tục đi khám phá những chiếc xe tiếp theo là các bạn ơi. Wow, ở đây mình có một chiếc xe cần cẩu 3696 nha các bạn ơi, một chiếc xe siêu to khổng lồ luôn. Ui, đang chiếc xe đang quay nhá các bạn ơi. Đấy, chiếc xe cần cẩu đang quay đấy. Wow, mình sẽ cho cái cần cẩu này dài ra nhá. Ui, mình sẽ cẩu chiếc xe lên nào. Ui, các bạn thấy không, động cơ rất là khỏe luôn nhá. Một chiếc xe cần cẩu 3696 rất là to này. Ui, đây là cái cabin để ngồi điều khiển cần cẩu đấy các bạn ơi, rất là to. Đây là khu vực động cơ này. Ui, rất là to, rất là khỏe luôn nhá. Một chiếc xe cần cẩu siêu to khổng lồ luôn. Wow, rất là xịn luôn nhá. Các bạn thấy không, cái móc này rất là to này, móc to rất là khỏe luôn nhá. Bên trong cabin thì có hai chiếc ghế này, hai chiếc ghế để ngồi đấy các bạn ơi, rất là khỏe luôn. Wow, tiếp theo là một chiếc xe máy ủi này các bạn ơi. Một chiếc xe máy ủi này. Đây, đây là cái gầu ủi này. Bốn cái bánh rất là to này các bạn ơi. Wow, bốn cái bánh màu đen rất là to nhá. Đây có hai ống xả này, hai ống xả rất là to luôn các bạn ơi. Ui, một chiếc xe chắc nha các bạn ơi, một chiếc xe chắc này 665-5 này. Ui, rất là đẹp luôn nha, có cái gầu xúc màu vàng này, à màu đỏ này các bạn ơi. Ui, mình sẽ cho chiếc xe di chuyển nha. Ui, chiếc xe đã di chuyển rồi các bạn ơi. Wow, tiếp theo ở đây mình có một chiếc xe lu nhá các bạn ơi. Ui, một chiếc xe lu à. Wow, các bạn thấy không, quả lu đang quay nhá. Đi lu đường nào. Một chiếc xe lu màu đỏ rất là đẹp nhá, có bốn cái bánh màu đen này các bạn ơi, bốn cái bánh màu đen rất là to này. Wow, về đây là khu vực bên trong cabin này. Ui, rất là to, rất là rộng nhá, có hai chiếc ghế ngồi luôn, rất là xịn sò luôn. Một chiếc xe lu màu đỏ rất là đẹp luôn nhá. Ok, chiếc xe di chuyển đi làm việc nào. Chiếc xe đã di chuyển rồi các bạn ơi.
Wow, tiếp theo ở đây mình có một chiếc xe đầu kéo này. Ui, đang kéo một chiếc xe máy xúc và một chiếc xe thang này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ hạ chiếc thang này xuống nha. Ui, hạ chiếc xe thang này xuống nha. Ok, chiếc xe máy xúc xuống nào. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe máy xúc bánh xích nha. Một chiếc xe máy xúc bánh xích màu cam ấy. Wow, có cái gầu xúc màu trắng này các bạn ơi. Gầu xúc màu trắng rất là đẹp luôn nha. Wow, đây là hai cái ben này. Hai cái ben này điều khiển cái cần ấy các bạn ơi. Ấy, ben này, wow, rất là xịn luôn. Bên trong có cái ghế ngồi lái nha. Đây là khu vực đằng sau động cơ của chiếc máy xúc nha. Một chiếc máy xúc chắc các bạn nha. Wow, bánh xích rất là to, rất là dài luôn. Chiếc xe đang di chuyển nha. Wow, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một chiếc xe thang này các bạn nha. Chiếc xe thang đang di chuyển xuống đấy các bạn ơi. Giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe thang đầu gấu nha. Wow, đầu gấu màu vàng này. Có hai cái tai này các bạn ơi. Hai cái tai rất là to, rất là đẹp luôn nha. Cái thang màu đỏ này. Wow, cái thang có rất là nhiều bậc thang để lên đấy. Bước lên bậc thang thôi. Một chiếc xe thang rất là đẹp nhá, màu vàng này, màu đỏ này, màu tím này các bạn ơi, rất là nhiều màu sắc này. Ui, đây có cả cái lơ này, đẹp quá. Một chiếc xe container chở thang rất là to, rất là dài các bạn nhá. Có cái rướng mộc màu xanh lá cây này, bánh màu vàng này. Ui, có cái đầu kéo màu vàng này các bạn ơi. Đầu kéo màu vàng, bốn cái bánh màu đen này. Ui, rất là đẹp luôn nha. Chiếc xe đi lùi luôn nhé các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Rồi, ok. Tiếp theo là một chiếc xe đầu kéo này các bạn ơi. Wow, chiếc xe đầu kéo chở hai chiếc xe công trình này các bạn ơi. Ui, một chiếc xe máy xúc đầu khủng long này, một chiếc xe máy trộn bê tông này các bạn ơi. Wow, thì mình sẽ cho chiếc xe này xuống đây để khám phá trước nha. Wow, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe đầu khủng long máy xúc nha. Ui, rất là xịn sò luôn. Wow, cái gầu máy xúc thì màu cam này các bạn ơi. Đấy, màu cam rất là đẹp luôn nha. Cái đầu thì đầu khủng long này, đầu khủng long màu xanh này các bạn ơi, màu xanh ngọc ấy, rất là đẹp luôn. Ui, có cả sừng này, khủng long sừng này các bạn ơi. Ui, rất là xịn luôn. Wow, chiếc xe đã bị lao dung vực rồi các bạn ơi. Tiếp theo là một chiếc xe trộn bê tông nào. Giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông nha. Wow, một chiếc xe bồn trộn bê tông đầu khủng long ấy các bạn ơi. Màu xanh nước biển rất là đẹp nha. Cái bồn trộn bê tông thì màu vàng này. Ui, có thể nhìn xuyên thấu bên trong luôn nha. Ui, sừng màu vàng này các bạn ơi. Rất là đẹp luôn nè. Chiếc xe đã di chuyển rồi các bạn nha. Wow, một chiếc xe đầu khủng long rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe container đấy các bạn ơi. Wow, chiếc xe này có thể chở được rất là nhiều những chiếc xe ở trên cái thùng này nhá. Cái thùng rất là dài này, màu đen này các bạn ơi. Wow, đây là khu vực đầu kéo này. Động cơ rất là khỏe đấy các bạn ạ. Ui, rất là to, rất là dài luôn nha. Chiếc xe di chuyển nào. Wow, ở phía đây này một chiếc xe đầu kéo đấy các bạn ơi. Một chiếc xe đầu kéo container chở hai chiếc xe này. Ui, mình sẽ hạ cái thang này xuống nhá. Wow, một chiếc xe máy xúc màu vàng đẹp quá các bạn ơi. Wow, đây là cái chiếc xe máy xúc cát đấy các bạn ơi. Ôi, màu vàng rất là đẹp luôn. Có cái gầu xúc màu vàng đấy các bạn này. Xúc nào. Ui, rất là đẹp luôn nhá. Ôi, đây là cabin này các bạn ơi. Cabin rất là to luôn, rất là đẹp luôn nhá. Bóng lộn luôn nhá. Ui, chiếc xe đã di chuyển rồi các bạn ơi. Ôi, di chuyển rất là xa luôn nhá. Tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu đây các bạn ơi. Wow, chiếc xe cần cẩu đang di chuyển xuống nha. Một chiếc xe cần cẩu màu vàng rất là to, rất là đẹp đấy các bạn ơi. Wow, có cái cần cẩu rất là dài này. Ui, có thể cho ra rất là dài nha. Wow, cabin rất là rộng nha các bạn ơi. Ui, động cơ rất là khỏe này. Wow, đã bị rơi xuống dưới kia rồi nha. Ui, tiếp theo là một chiếc xe container rất là dài luôn các bạn ơi. Wow, chiếc xe có cái rướng mốc màu xanh lá cây này. Ui, bốn cái bánh màu vàng này. Ui, ở đây có cái bánh màu lâu đấy các bạn ơi. Rất là độc lạ nha. Một chiếc xe cabin màu vàng này. Ui, một chiếc xe đầu kéo chắc nha các bạn ơi. Một chiếc xe đầu kéo chắc nha. Động cơ rất là khỏe đấy các bạn ơi. Wow, ở đây thì có một chiếc xe thùng đấy các bạn ơi. Thì một chiếc xe ben chở một chiếc xe thì đây. Wow, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cứu thương nhá. Một chiếc xe cứu thương màu hồng ấy. Ui, bánh quay rất là tít, động cơ rất là khỏe đó các bạn ơi.
anh quay rất tin nha. Ui, chiếc xe đã di chuyển rồi nha. Wow, đây là một chiếc xe thùng container này các bạn ơi. Wow, xe thùng đầu khủng long ấy. Có cái thùng rất là to này. Ui, chở được rất là nhiều sỏi cát đấy các bạn ơi. Wow, một chiếc xe thùng đã di chuyển rồi nha. Bốn cái bánh màu đen rất là to này. Wow, bốn chiếc bánh đang quay đấy các bạn ơi. Chiếc xe thùng đầu khủng long rất là đẹp nha. Chiếc xe đã di chuyển rồi các bạn nha. Ui, tiếp theo là một chiếc xe máy xúc này. Wow, một chiếc xe máy xúc đầu khủng long này. Ui, rất là to luôn. Ui, các bạn thấy không? Đầu khủng long rất là to, rất là đẹp luôn nha. Wow, chiếc xe màu xanh lá cây nhá các bạn ơi. Đây là cái gầu xúc cát này. Gầu xúc cát màu đen rất là to luôn các bạn ơi. Wow, một chiếc xe đầu khủng long rất là đẹp nhá. Ok, chiếc xe đi di chuyển đi làm việc nào. Win, 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 win.